Chê cơm mẹ chồng. Em này, bố mẹ ở quê vừa gọi điện bảo vợ chồng mình tuần này về chơi. Lại về quê à? Dịp nghỉ lễ vừa rồi chúng mình cũng về rồi mà. Thì cũng 2 tháng rồi còn gì. Bố mẹ già rồi, thi thoảng về chơi với bố mẹ cho vui. Em chả thấy vui gì cả. Trời nóng thiệt chả có điều hòa. Xong rồi cái nhà vệ sinh thì sập xệ đến là chán. Ở đó có một ngày mà em cảm giác như một tuần ấy, anh biết không? Thôi em chịu khó một chút. Em biết là bố mẹ ở quê cũng không có điều kiện mà. Từ lúc anh đi làm đến giờ cũng chưa giúp được gì cho bố mẹ cả. Đợt này về, anh tính đưa bố mẹ ít tiền sửa sang lại căn bếp cũ với lại cái nhà vệ sinh. Tiền á? Anh định cho bố mẹ bao nhiêu? Anh tính đưa bố mẹ 10 triệu. 10 triệu? Sao nhiều thế? Cũng chỉ sửa có cái bếp với nhà vệ sinh, mà ở quê công xá lại rẻ. Em tính 3 triệu là được rồi. Bố mẹ có tiền thì bố mẹ sửa sang, mình chỉ hỗ trợ phần nào thôi chứ. Ừ thì biết thế, nhưng mà 3 triệu thì... Em nghĩ với bố mẹ thì 3 triệu là lớn lắm rồi. Chúng mình có ở đấy đâu mà sửa sang nhiều. Hơn nữa, chúng mình còn bao nhiêu dự định. Sắp tới còn dự định có con. Còn nhiều khoản phải chi tốn kém lắm anh à. Chúng mình phải tiết kiệm chứ. Ừ, thôi đành vậy. Mà em chỉ về trong ngày thôi đấy. Không ở lại qua đêm đâu. Hỏng hết cả váy rồi. Các con về rồi đấy à? Con chào bố. Mẹ đâu rồi bố? Mẹ con ở trong nhà đó. Chắc các con mệt rồi, mau vào nhà đi. Vâng. Anh nhớ là 3 triệu thôi đó. Em thật là... Con ăn đi, ăn nhiều vào. Dạ, con xin. Nhất em đấy nhé. Con xin phép bố mẹ chúng con đi à? Các con đi sớm thế, không ở lại chơi thêm hôm nữa rồi đi con. Dạ thôi ạ, à, tối nay con còn có chút việc không ở lại được ạ. À. Có chục trứng gà nhà mới đẻ nè con. Con cầm đi mà tẩm bổ. Dạ thôi, mẹ để ở nhà ăn đi. Ở thành phố thiếu gì hả mẹ? Thành phố không thiếu, nhưng không đảm bảo bằng nhà mình được. Con cứ mang đi. Vâng, con xin ạ. À. Chà, đúng là về nhà mình có khác, thoải mái thật. Mẹ ơi, tối nay con sang mẹ ăn cơm nhé. Con thèm cơm mẹ nấu quá đi. Ừ, hai vợ chồng sang đây. Mẹ nấu cơm cho mà ăn. Hoan hô mẹ, mẹ là tuyệt nhất. Sao lúc nãy em bảo với bố tối nay có việc phải đi gấp mà? Muốn về sớm thì em phải nói thế chứ. Anh này, mai là sinh nhật mẹ em. Chúng mình đi mua quà sinh nhật cho mẹ em, rồi qua mẹ ăn cơm luôn, anh nhé. Em lại lười nấu cơm chứ gì. Vào kia xem đi anh. Em ơi, cho chị xem chiếc dây chuyền kia. Chiếc dây chuyền này cửa hàng em chỉ có duy nhất một chiếc thôi đấy chị ạ. À. Anh thấy nó thế nào? Ừ, cũng đẹp đấy. Dây chuyền này bao nhiêu hả em? Dạ, giá của nó là 400 đô. Không có chiếc nào giống thế này nữa đâu ạ. À. 400 đô la á? Đúng là tiền nào của nấy. Đẹp thật. Em sẽ mua làm quà sinh nhật cho mẹ. Chị lấy cái này, em gói lại cho chị đẹp đẹp để chị đi tặng nhé. Mẹ, biết bố mẹ vất vả mà chúng con chẳng giúp được gì. Chúng con chỉ có chút ít biếu bố mẹ. Bố mẹ thêm thắt vào, sửa sang cái nhà cái cửa. Thôi các con cứ giữ lấy, vợ chồng trẻ mới cưới. Các con còn nhiều việc phải chi. Bố mẹ ở đây bao nhiêu năm rồi, vẫn sống tốt con à. Anh, em có tin vui cho anh nè. Anh sắp được làm bố. Làm bố ư? Em nói thật không? Chà, tuyệt thật. Nếu con chúng ta là con trai, em sẽ đặt tên là Bảo. Còn con gái, em sẽ đặt tên là Nhi. Anh thấy sao hả? Anh thích con chúng ta là con trai hay con gái? À, câu này thì không cần phải hỏi. Chắc chắn là anh thích con trai rồi. Anh chẳng bảo thích có con để đi đá bóng cùng bố còn gì. Không, giờ anh lại thích có con gái. Thế hả? Sao tự nhiên anh lại thay đổi thế? Cha mẹ sinh anh ra, vất vả nuôi anh khôn lớn, cho anh học hành, lên đại học rồi kết hôn. Đã tốn không biết bao nhiêu tiền của, mồ hôi và cả nước mắt. Thế nhưng, anh chưa có một chút quà mọn nào cho cha mẹ.
có chút tiền biếu cha mẹ sửa sang lại nhà cửa cho đỡ dột nát. Anh cũng phải so đo suy tính. Anh cũng không thể làm cho vợ anh coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Nếu có một đứa con trai giống như anh, vậy thì có ích gì chứ? Chi bằng sinh một đứa con gái. Con gái sẽ như em, luôn nghĩ cho ba mẹ mình, sẵn sàng bỏ ra mười mấy triệu để mua cho mẹ một món quà sinh nhật. Anh... Mẹ, đây là món quà nhỏ chúng con tặng mẹ. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ và luôn mạnh khỏe. Ôi, cái ví xinh quá. Cái này mẹ đi chợ hợp lắm. Cảm ơn các con. Là một cái ví ư? Thế còn sợi dây chuyền? Thành à, mẹ đây. Mẹ gọi để báo với các con. Mẹ đã nhận được 10 triệu sáng nay cái Vân nó gửi về rồi. Sao cơ? Vân gửi cho mẹ 10 triệu à? Ừ, sáng nó gọi mẹ. Nói là các con gửi về cho bố mẹ sửa công trình phụ. Mẹ cũng ngại lắm. Nhưng nó cứ khăng khăng gửi, nên mẹ đành nhận. Con bé tốt tính, biết loa toan như thế, hiếm gặp lắm đấy con. Con nhớ phải tốt với vợ, đừng làm gì khiến vợ buồn lòng nghe con. Mẹ ơi, con biết rồi. Thôi, mẹ nghỉ sớm đi ạ. Ừ, vậy nha con. Cảm ơn em. Những bữa cơm mặn. Hoàng này, sáng mai phải nộp bản thiết kế cho giám đốc rồi. Tớ sợ chúng ta không làm kịp mất. Cậu đừng lo lắng quá. Chỉ cần hai đứa mình tập trung thêm khoảng 2 tiếng nữa, tớ nghĩ sẽ xong thôi. Ừ, cậu nghĩ bản thiết kế này có cần vẽ thêm sân vận động ngoài trời không? Cuối cùng cũng xong. Mới đó mà đã 7 giờ rưỡi rồi. Thôi tớ về đây. Cũng đến bữa rồi. Cậu ở lại nhà tớ ăn cơm luôn thể. Về nhà cũng có một mình. Món ăn em nấu nếu không hợp khẩu vị, mong anh Minh thông cảm nhé. Được ăn cơm do chính tay chị nhà nấu là vinh hạnh của tôi ấy chứ. Chị không biết đâu, mọi người ở công ty thường rủ nhau đi ăn sau giờ làm. Nhưng lần nào anh Hoàng nhà chị cũng từ chối, chỉ vì muốn về nhà ăn cơm với vợ đấy. Anh cứ nói quá lời. Thôi, mời anh dùng cơm à. Mời cậu dùng cơm. Rồi, cứ để tớ tự nhiên. Hẳn chị ấy phải nấu ăn ngon lắm đây. Sao mặn thế này? Thôi, mình ăn rau luộc cho qua bữa vậy. Giám đốc đánh giá cao bản thiết kế sáng nay chúng ta nộp đó. Chiều nay tan làm, cậu lại đến nhà tớ hoàn thiện cho xong dự án luôn nhé. Thật không bỏ công hôm qua tớ cùng cậu bàn bạc đến tối nhỉ? À, chuyện tối qua vợ tớ nấu ăn không được ngon, thật ngại quá. Thôi, có gì đâu mà. Cậu không biết cô ấy đã vất vả thế nào để nấu những bữa cơm ấy đâu. Thật ra cô ấy... Chúc mừng hai cậu nhé. Nghe nói bản thiết kế của hai cậu được giám đốc đánh giá rất cao phải không? Chào hai anh. Chị nhà đi làm về đấy à? Vâng, hôm nay em tan làm muộn, lại kẹt xe nên em về hơi trễ. Em lại ghé chợ đấy à? Anh đã bảo cứ mua sẵn thực phẩm trữ trong tủ lạnh, khỏi phải đi chợ nhiều lần rồi mà. Đi làm về tiện đường em tạt qua chợ luôn, đi chợ hàng ngày mới mua được thực phẩm tươi sống anh à. Em ngồi nghỉ đi, để anh xuống bếp nấu bữa tối. Thôi, anh cứ ngồi làm việc cùng anh Minh đi, em nấu một loáng là xong ấy mà. Hết giấy với chị rồi, để tớ chạy ra đầu phố mua. Cậu ngồi đợi xíu nhé. Ừ. Mẹ à, món cà ri này phải nêm bao nhiêu thìa muối và hạt nêm à? Vậy cho nước mắm bao nhiêu là vừa hả mẹ? Nhưng trong sách hướng dẫn viết là chỉ cho một ít thôi mẹ à. Dạ con biết rồi, con cảm ơn mẹ nhé. Hy vọng món này hợp khẩu vị mọi người. Chị ấy nấu ăn vất vả quá. Cậu về rồi đấy à? Ừ, chúng ta bắt đầu công việc tiếp nhé. Hoàng này, lúc nãy tớ đứng ngoài cửa bếp,
Thấy vợ cậu nấu ăn vất vả thật. Vợ tớ bị mất vị giác bẩm sinh, cô ấy không hề cảm nhận được mùi vị của món ăn. Hả? Mất vị giác bẩm sinh? Bảo sao chị ấy... Nhưng sao cậu không thuê người giúp việc, hoặc là hai vợ chồng cậu đi ra ngoài ăn cho tiện? Thấy cô ấy vất vả, tớ đã nhiều lần bàn đến phương án đó, nhưng mà cô ấy không đồng ý, vì sợ người khác nấu ăn không hợp vệ sinh. Hơn nữa, cô ấy muốn được tự tay mình nấu cho chồng những bữa cơm nhà. Nhưng chị ấy không biết mình nấu ăn hơi mặn sao? Không, tớ không nói nên... Hả? Sao cậu... Hàng ngày, sau khi đi làm về, cô ấy lại phải tất bật vào bếp nấu ăn cho kịp giờ tớ về. Những ngày đầu tập nấu ăn, vì không cảm nhận được mùi vị, nên cô ấy đã rất khó khăn. Cô ấy đọc rất nhiều sách dạy nấu ăn, và gọi rất nhiều cuộc điện thoại để hỏi mẹ cách nấu ăn ngon. Mỗi ngày, cô ấy dành hàng giờ liền trong bếp, chỉ để tập trung nêm nếm đúng liều lượng theo công thức được học, nhưng mà không thể đều được. Có hôm thì cũng rất ok cậu à. Cô ấy luôn miệng hỏi tớ, anh thấy thế nào? Em nấu có được không? Nhìn khuôn mặt cô ấy lấm tấm mồ hôi, ánh mắt ánh lên niềm vui, hy vọng. Tớ rất xúc động. Tớ vẫn còn nhớ như in nụ cười hạnh phúc của cô ấy khi nghe tớ khen món ăn rất ngon. Món ăn vợ tớ nấu tuy hơi mặn, nhưng đó là mặn tình mặn nghĩa, là vị mặn của tình yêu và sự hy sinh thầm lặng. Với tớ, đó là những món ăn ngon nhất trên đời. Quán mì đêm. Hôm nay tối muộn thế này, chẳng còn hàng quán nào cả. Đói thế không biết. Ôi may quá, vẫn còn người bán hàng. Bác ơi, bác có còn bán hàng không ạ? Cậu mua gì? Dạ, cháu về muộn, giờ chẳng thấy hàng quán nào mở cả. Bác còn gì có thể ăn để bán cho cháu không ạ? Giờ này chỉ còn mì gói thôi, cậu có ăn không? Dạ có chứ ạ. Nhưng bác ơi, cháu chỉ còn mỗi 5.000. Cậu cứ ngồi đi, từng kia tiền là đủ rồi. Dạ, may quá. Cậu là sinh viên ở trọ đây à? Sao lại về muộn thế này? Dạ vâng, cháu học năm thứ 3 rồi ạ. Cháu lên đây trọ học, ở cùng với mấy đứa bạn nữa cho tiết kiệm. Nhưng phòng trọ ồn ào, cháu phải lên thư viện học cho tập trung và tiện sách vở nữa bác ạ. À, tôi biết mà, con gái tôi cũng là sinh viên. Con bé chuẩn bị ra trường rồi, nhà có hai mẹ con, nó lên đây học, tôi cũng lên đây bán hàng để sống luôn. Mà sao cậu học muộn thế này? Dạ, cháu đi làm thêm đến chiều mới hết ca. Dạo này nhiều thứ tiền phải chi, bố mẹ cháu ở quê cũng lớn tuổi rồi, cháu không muốn xin nhiều quá. Thật là ngon hết sức, cháu chưa bao giờ được ăn bát mì nào ngon thế. Cháu cảm ơn. Cậu ngon miệng là tốt rồi. Chắc vì muộn, cậu cũng đói và mệt nữa đúng không? Dạ vâng, nhưng được bát mì cháu tỉnh cả người. Mà mai bác còn bán ở đây không ạ? Hôm nào bác cũng bán ở đây, nhưng khoảng 9 giờ là bác nghỉ rồi. Hôm nay bác có chút việc nên dọn muộn thôi. Vậy ạ, thế hôm nay cháu gặp may rồi. Thôi, cháu chào bác. Này, cháu. Dạ. Dạo này sinh viên học muộn nhiều lắm, nên bác cũng bán hàng muộn hơn. Mai mà có đói thì ghé lại chỗ bác nha. Dạ, vậy thì tốt quá. Những ngày sau. Một thời gian sau. Chào cậu. Cô là... Tôi là Hoa, con gái của bà An. Cậu ngồi đi, tôi mang mì ra cho cậu ngay đây. Bác Hoa có kể cho tôi nghe về cậu. Hình như cậu đã tốt nghiệp và đi làm rồi phải không? Hôm nay trời mưa, tôi lại được nghỉ làm về sớm, nên tôi bảo mẹ tôi về nghỉ. Tôi sẽ làm nốt việc của bà. Mà hôm nay cậu về sớm nhỉ? Vì mẹ tôi dặn là cậu phải tầm hơn 10 giờ mới ra. Vậy mà mới 9 giờ đã thấy cậu ra thế này. Thật ngại quá.
tớ phải tận dụng thời gian để học trên thư viện. Sắp phải thi tốt nghiệp rồi mà. Mà bác An đúng là quá chu đáo thật. Lại còn dặn lại cậu là tôi sẽ ra ăn nữa chứ. Mẹ tôi là vậy mà. Mà tôi có một đề nghị với cậu. Đề nghị cơ à? Nhìn cậu nghiêm túc thế. Cậu nói đi. Cậu có thể về sớm hơn được không? Hoặc là cậu có thể không ăn đêm ở quán ăn này nữa được không? Tại sao? Mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, đi về muộn quá, gặp sương là ốm. Trước thì cứ khi nào tôi học xong là bà dọn hàng về. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đi làm rồi thì mẹ tôi đỡ vất vả. Vậy mà có ngày bà phải hơn 10 giờ đêm mới về đến nhà. Hôm qua trời chuyển lạnh, mẹ tôi về muộn, khớp xương sưng cả lên. Tôi nói thật, tôi không thể cầm lòng được. Thật khổ, dạo này trời lạnh rồi, cậu nên khuyên bác không nên bán hàng ban đêm nữa. Tôi đã nói rồi, nhưng mẹ tôi nói có một cậu sinh viên nghèo học về khuya, đêm nào cũng cần một bát mì của mẹ. Tôi, chính là vì tôi. Vậy nên tôi mới nhờ cậu. Tôi hiểu rồi, tôi vô tâm quá. Bác thật là một người nhân hậu. Cậu hãy yên tâm, tôi sẽ không để cho bác phải chịu vất vả vì tôi nữa đâu. Cảm ơn cậu. Nếu tôi là khách cuối cùng, tôi có thể giúp cậu đẩy xe về nhà gặp bác An một chút được không? Tôi muốn cảm ơn bác về thời gian qua. Được chứ. Mùa cơm. Ai ăn cơm nào? Ai cơm đây? Bà ơi, bà mệt lắm phải không ạ? À? Cháu mời bà uống nước ạ. À? Bà cảm ơn, cháu tốt bụng quá. Bà uống đi cho đỡ khát ạ. À? Mấy hôm nay cháu hay thấy bà đi qua đây, định mời bà uống nước mấy lần, nhưng lại ngại. Cháu ơi, thơm quá. Bà ơi, cho cháu hai lạng ạ. À? Cơm của bà tự tay làm đó cháu ạ. À? Không có phẩm màu đâu. Chính tay bà rang và giã đó. Dạ em chào chị. Chị đi chợ về rồi ạ. Bà ơi, cho cháu gửi tiền ạ. Hôm sau bà lại qua đây, cháu lại mua cho bà nhé. Cháu thích ăn cơm lắm. Mai cháu sẽ mua một ít về cho mẹ cháu. Chào cháu. Bà gánh cơm đi bán tiếp đây. Cảm ơn cháu gái nha. Từ sáng đến giờ mới gặp một khách hàng niềm nở như cháu. Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, những người bán hàng rong đi qua đây á thì bảo họ đừng chắn ngay giữa cái cửa như vậy. Khách nào muốn vào nữa, quán cà phê để nghỉ ngơi thư giãn, chứ không phải cái chợ. Nếu em còn vi phạm, chị sẽ cho em nghỉ việc luôn đấy. Dạ, em biết rồi, em xin lỗi chị ạ. Không biết bà cụ hôm nay có đi bán cơm không? Tội nghiệp quá. Dạ chào anh chị, mời anh chị ngồi ạ. Dạ mời anh chị. Chúc anh chị có những giây phút vui vẻ tại quán của chúng tôi. Bà ơi, mưa thế này sao bà còn đi bán hàng? Thì cháu bảo hôm nay bà nhớ đi qua đây để cháu mang một ít cơm về cho mẹ mà. Bà sợ cháu đợi bà. Mưa quá, bà ốm thì sao ạ? Bà không sao, để bà lấy cơm cho con. Hôm nay bà tặng cho con, bà không lấy tiền đâu. Mưa thế này, nếu chị Tâm mà biết mình mời bà vào quán, chắc sẽ rất tức giận. Bà ơi, bà vào quán nghỉ đã ạ, mưa chắc còn lâu mới tạnh đấy. Thôi, bà về luôn bây giờ ấy mà. Không sao đâu bà cứ vào đây ngồi nghỉ đã. Mưa thế này, ra đường lỡ ốm hay ngã thì lại khổ lắm. Ừ, chào cô, tôi có thể biết đây là món gì được không? Đây là món cơm, một món đặc sản truyền thống của Việt Nam chúng tôi. Nhất là ở Hà Nội, món này rất thịnh hành và là nét đẹp của mùa thu nơi đây. Anh ăn thử xem, sẽ có vị ngọt của lúa non và vị thơm của lá sen đấy. Thơm thật,
Em ơi, có món này hay lắm, qua đây xem thử đi. Cái con bé Hồng này lại chứng nào tật nấy. Chào cô, rất vui được gặp cô. Quán cà phê này là quán cà phê đầu tiên chúng tôi vào khi đặt chân đến Hà Nội. Tôi thật sự rất thích nét độc đáo này ở nơi đây. Vâng, tôi cảm ơn anh. Món cốm này thật sự rất ngon, rất phù hợp với tiết trời dễ chịu của mùa thu Hà Nội. Trong thời gian ở đây, tôi sẽ quay lại quán cà phê này nhiều lần nữa, hy vọng sẽ được tiếp tục thưởng thức. Vâng, dạ vâng. Ba không dám nói. Alo, ba đó ạ? Vâng, con đây. Dạ, ba cứ lên đi, con sắp xếp được mà. Vâng, vâng. Thế ba nhé, con chào ba. Ông ngoại gọi à? Vâng, mai ông lên chơi ạ. Anh này, tuần tới anh có thể sắp xếp về sớm vài buổi được không? Em muốn cùng anh đưa ba đi chơi một vài chỗ. Công việc của anh rất bận rộn, em còn không hiểu sao. Ngày mai ông lên chơi thì em cứ mua gì ngon ngon đắt tiền về nấu, rồi bắt taxi đưa ông đi vào trung tâm thành phố chơi là được. Nhưng ba em lên thấy anh đi cả ngày, về muộn ba lại nghĩ ngợi. Em lắm chuyện quá, tuần tới công ty anh có dự án đang triển khai, anh không về sớm ngày nào được cả. Mà lần này ông lên, em khéo nói với ông là anh bận, chắc ông sẽ hiểu thôi. Sao anh có thể đối xử với ba em như vậy được? Ít nhất mai anh cũng nên ra đón ông cùng với em chứ. Đúng là phụ nữ. Thôi, không cãi nhau với em nữa. Mai anh phải đi làm sớm. Ba ạ, ba vào đây ngồi đi ạ. Con để đồ đấy, đi nghỉ ngơi đi, không nắng đó con. Con xách được mà ba. Ba ơi, ba uống gì? Tủ lạnh nhà con có nước cam, nước dâu, nước nho. Cho ba cốc nước lọc đá thôi con ạ. Nè ba uống đi, hôm nay ba đi xe có đông không? Có vất vả lắm không ba? Con thấy ba mang nhiều đồ quá. Xe chất lượng cao, điều hòa mát rượi, có gì đâu mà vất vả. Có ít táo vườn nhà thôi mà. Cây táo nhà mình vẫn ra quả đều ba nhỉ? Ngọt ơi là ngọt. Năm nay mưa nhiều quá nên quả không ngọt như xưa nữa, nhưng vẫn ngon nhất sớm đấy. À, có hai con gà ba làm sẵn rồi, con chỉ việc nấu thôi. Tối nay làm món lẩu gà ngon ngon cho thằng Kiên ăn, nó đi làm cả ngày mệt rồi. Tối anh Kiên về muộn lắm ba ạ. Thôi con cứ nấu cơm như bình thường thôi. Dạo này con gầy quá, bông nó có ngoan không? Chăm con mọn vất vả thế đấy. Không, con không mệt đâu ba. Ba ngồi đây xem tivi nhé. Con đi nấu cơm cho ba ăn. Mai ơi, sao anh uống nhiều thế? Hôm nay ba đến, anh đừng uống rượu chứ. Lại nói vớ vẩn. Tôi đi làm, có phải đi chơi đâu. Kiên về đó hả con? Vâng, con chào ba. Ba lên từ sáng hả? Đừng ngại quá, con bận nên không về sớm được. Muộn rồi à, ba nghỉ ngơi đi ạ. Anh ăn với công ty rồi, em không phải chọn cơm ra đâu. Cả ngày con đã vất vả rồi, con cũng đi nghỉ ngơi đi. À, dạo này ba có còn hay chóng mặt nữa không ba? Ba không sao, ba khỏe lắm. Con đi ngủ đi. Vậy ba cứ đi nằm nghỉ nhé. Con dọn sẵn giường và chăn rồi đấy. Thôi, ba biết mà. Ba ơi, ba xuống ăn sáng đi ạ. Ba ơi. Ủa, ba đâu rồi? Anh ơi, ba đi đâu mất rồi? Sáng sớm em lên gọi ba xuống ăn sáng mà không thấy ba đâu, em tìm khắp khu chung cư cũng không thấy. Được rồi, anh sẽ về ngay. Uống quá, già cả lẩm cẩm, lại đi đâu rồi không biết. Alo, tôi Mai đây. À, chị Mai đó ạ. Chị qua bệnh viện Minh Tâm nha. Ba chị đang nằm ở phòng 306. Hôm nay em chở ông ấy đến viện khám bệnh, nhưng giữa đường ông ấy bị ngất, em lo quá. Chị đến ngay nha. Ba ơi, ba mệt nhiều lắm phải không? Sao ba không nói cho con biết để con đưa ba đi khám bệnh? Ba không dám nói với con.
Sợ con đưa ba đi lại tốn tiền, mất ngày mất buổi. Kiên nó lại cằn nhằn con. Vợ chồng nín nhịn nhau được tí nào hay tí ấy. Bà không muốn vì ba mà con khổ, con vất vả. May quá có anh tài xế đổ dưới nhà. Anh ấy hỏi sao ba đi một mình, anh ấy cũng chu đáo lắm, đưa ba lên đây nằm, rồi cũng không lấy tiền. Ba ơi, con xin lỗi ba. Tội nghiệp con gái tôi. Ba, chắc ba đói lắm rồi, để con mua cháo gà cho ba nha. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.